Rồi tiếp tục ha. Mình sẽ nói về sâu variable can total. Cái này cực kỳ hay nha các bạn, để có một cái báo cáo cực kỳ đẹp. Rồi việc đầu tiên của chúng ta thì đa file theo hướng dẫn bên dưới. Rồi sau đó mở file lên dùng mình ha. Đấy. Load lên ha. Thì cái dữ liệu của mình như thế này, thì cái này thì mình đã chỉ cho các bạn rồi, thì các bạn bấm vào đây thôi. Bấm vào view. Đây, các bạn bấm vào đây. Đúng không? Bottle này, bấm vào đây ha. Sau đó bấm fill setting. Chọn hai này ha. Chọn hai này. Đầu tiên là nó auto, sau đó mình chọn cái tầm rồi cho nó bấm đây là nó ra cho mình ha. Rồi giờ mình muốn á là có một cái gain total này này mà nó hiển thị cả sum, cả min, max rồi trung bình luôn cho mình ha. Bằng đúng số này và trung bình của các cái số này cộng lại thì mình phải làm sao, đúng không? Thì việc đầu tiên mình cứ copy cái này trước ha, rồi mình qua cái bảng này đúng không, rồi mình bỏ vào đây à, rồi một cái như thế này ha, rồi sau đó mình refresh cái này cho mình ha, để nó ra ha, ra gen total đây rồi này, đúng chưa? Rồi tiếp tục của mình gen total thì mình cứ để trên đầu cho mình ha, rồi sau đó xóa cái plane này đi cho mình, được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ bấm vào đây gen total ha, bấm fill setting rồi cỡ tầm ha, sum cao variable min max ha, đó ok. Vậy là từ đó nó sẽ ra cho mình ha, đây đúng không? Thì cái này nó bị dư ra thì mình phải làm sao, đúng không? Đó. Thì mình bấm vào đây thôi, đây mình bấm vào đây cho mình ha, private option rồi bấm total sau ok. Đó thì từ đó mình thấy này, gen total này nó chứa hết toàn bộ các thông tin mà mình mong muốn, cũng như là mình có thể in cái bảng này ra cho 10 người coi, nó rất là dễ dàng. Rồi chúc các bạn thành công ha.